Chào các bạn nhé. Thì cái này nó giống kiểu một phút trải lòng ấy. Tức là mình sẽ kể với bạn một câu chuyện như thế này. Tự kể từ khi mình tham gia thị trường chứng khoán là từ 5 năm trước. Thì kể từ đấy đến thời điểm cho đến khi mình thực sự kiếm được lợi nhuận thị trường nhá. Mình làm việc full time thị trường. Nói trắng ra là kiếm được tiền sống từ những công việc khác. Trong giai đoạn đầu ấy thì mình nghiêng theo hướng là giống như kiểu học hỏi theo về phân tích cơ bản, tìm hiểu về Warren Buffett và những thứ liên quan đến ông, rất nhiều tài liệu. Thì các bạn xem những cái bài chia sẻ mình có rất nhiều đấy. Và sau khoảng hơn một năm mình lạc lối, mình không tìm ra được cách đi của mình. Nói thẳng luôn là mình thấy rằng nó chẳng liên quan gì cả. Đấy, mình biết là cái thời điểm mà mình vào thị trường là ở đỉnh thị trường 2018 ấy, thì phân tích cơ bản lúc đấy nó cực phế luôn. Phế ở đây là gì? Tức là cổ phiếu tốt hay cổ phiếu xấu thì nó không tăng. Có khi cổ phiếu xấu nó tăng mạnh hơn rất nhiều. Và mình nghĩ là cần cái phương án để giải quyết vấn đề này. Và lúc đấy thì mình bắt đầu chuyển hướng sang phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật thời điểm đấy thì nó cũng khá là manh mún, mình đi tìm hiểu của mấy ông trên mạng thôi. Sau dần thì mình tìm hiểu về Jesse Livermore. Jesse Livermore thực chất không có bất kỳ biểu đồ nào bạn cho bạn nhé. Tất cả những cái thằng mà nó lấy biểu đồ ra cho bạn xem ấy, nhìn biểu đồ của phân tích cổ phiếu của Jesse Livermore ấy, vớ vẩn này, không hề có bất kỳ một cái biểu đồ nào. Thứ mà ông nhìn là những con số chạy trên bảng ấy. Thời đấy nó còn viết bảng cơ, hoặc là cái băng băng truyền dữ liệu ấy. Thì ông nhìn những con số đấy, và từ những con số đấy thì ông hình thành trong đầu ông, không phải là một cái biểu đồ nhé, mà ông hình thành ông những cái điểm giá quan trọng. Từ những cái điểm giá quan trọng đấy thì nó phát triển thành những cái thứ khác. Nhưng mà cuộc đời Jesse Livermore để lại chúng ta nhiều bài học hơn là về phân tích. Nó bao gồm cả những bài học về cuộc sống và cả những cái bài học về hành vi phía sau của thị trường. Đấy là những thứ mà chắc chắn mỗi chúng ta cần phải học. Nó không phải chỉ là về gọi là ý tưởng thị trường hay là phương pháp phân tích các thứ đâu. Những thứ đấy nó quá nhỏ bé so với những gì mà Jesse Livermore để lại. Nhưng mà thực tế ra là đọc xong mình cũng không tiêu kiếm tiền các bạn. Và cho đến khi mà mình đọc quyển Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của Mark Minervini, thì sơ qua một chút là Mark Minervini là một phù thủy chứng khoán, nhà đầu tư, đến bây giờ chắc cũng có thể gọi là huyền thoại đầu tư rồi. Mình phải sống nhá, vẫn sống đấy. Và ông là người có tỷ suất sinh lời cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tức là trong 5 năm kiểm toán thì lợi nhuận của ông là 128% mỗi năm. 128% mỗi năm đấy. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là ông vô địch, nhà vô địch chứng khoán Hoa Kỳ vài lần rồi thì phải. Hình như là lần thứ ba rồi. Và lần gần đây nhất là năm 2021 với tỷ suất sinh lời là 300%. Ông biến 1 triệu đô thành 3 triệu đô. Đấy thì cái này là con số cực kỳ ấn tượng so với tỷ suất sinh lời nhé. Vì bạn biết là trong khoảng tầm hơn một năm gần đây thì mình tìm hiểu về các phù thủy chứng khoán, huyền thoại đầu tư rất nhiều. Mỗi người một phong cách, mỗi người một cách để họ xây dựng nên cái phương pháp của họ, và mỗi người một cái gọi là gì nhỉ? Quản trị tâm lý khác nhau, quản trị vốn khác nhau. Không ông nào giống nhau cả. Và nếu như mà bây giờ có ông thầy nào ở các trader chuyên nghiệp thế này thế kia, hoàn toàn sai. Tại mỗi người một phong cách khác nhau thì không ai giống ai cả. Có người ăn chơi hưởng lạc, có người thì tiết kiệm, nên là không thể nào nói được họ có điểm chung gì giống nhau nhé. Những điểm chung giống nhau họ chỉ tương đối thôi. Bạn hiểu là cái tỷ suất tạo nên huyền thoại ấy, là trung bình 15% năm, 15% một năm họ đã trở thành huyền thoại rồi. Thế nên là mấy cái ông vớ vẩn đi nói là tôi sẽ giúp bạn tăng 30% trong vòng bao nhiêu đấy nhá, là cực kỳ khó. Thứ nhất là bạn nhìn vào thành quả của người tạo ra cái cuộc chơi đấy. Ông thầy đấy, bản thân ông ấy có một cái tỷ suất sinh lời bao nhiêu phần trăm khi đã được kiểm toán. Ở đây mình nói là đã được kiểm toán nhé. Và nó phải trong một khoảng thời gian rất đủ dài, từ 3 đến 5 năm, để bạn có thể kiểm chứng được là cái tỷ suất sinh lời này là bền vững không. Chứ còn nếu mà rơi vào một cái giai đoạn thị trường tăng mạnh như 2021 ấy, thì tôi đảm bảo là ông nào cũng kiếm được lợi nhuận, thậm chí vài trăm phần trăm là có. Nhưng vấn đề là cái tỷ suất sinh lời của họ đấy là tính trong một thời điểm,
Còn nếu mà họ giãn dài ra, thị trường không tăng thì sao? Họ có lợi nhuận không? Cái lợi nhuận thời điểm đó họ chia trung bình cho những cái năm còn lại thì sẽ ra bao nhiêu? Cái này họ không tính được và không ai tính. Còn bây giờ bảo một ông rất giàu ông đi giảm của chứng khoán chẳng hạn, thì tôi nói thẳng luôn nhé, cái tiền đấy từ đâu? Có chắc là họ từ kiếm từ chứng khoán không, hay là do họ vay vốn, hay là do họ làm ăn từ việc khác? Thì cái này phải hiểu là họ giỏi cái gì họ dạy cho mình cái đấy là tốt, nhưng mà bây giờ họ dạy dạy cái họ còn không giỏi ạ, thì họ dạy sao được? Còn nếu mà các bạn muốn đầu tư thực sự, muốn học về đầu tư ấy, mình khuyên các bạn nên tìm hiểu về các phù thủy, các huyền thoại đầu tư. Và bạn cũng biết là cái chuỗi video của mình về những nhà đầu tư huyền thoại ấy, thực ra mình xây dựng cái chuỗi đấy không phải là để nhiều tăng view, tăng xem hoặc là ấy đâu, hoặc là giới thiệu chi tiết về họ đâu. Thực ra mình không giới thiệu chi tiết về họ, mình chỉ nói qua sơ qua thôi để bạn tìm. Mình đảm bảo luôn, lên Google các bạn tra một ông nào đấy ra, bạn sẽ thấy rất nhiều điều hay ho về họ, về cách họ đầu tư, về cách họ nghiên cứu. Và cái danh sách huyền thoại đấy nó bao gồm rất nhiều người luôn, và bạn thấy là theo thời gian ấy càng ngày số lượng càng tăng. Tại sao thế? Kiểu con người học hỏi càng nhiều càng thông minh hơn, và cái thị trường này nó cũng thay đổi như thế, chứ thị trường nó không ngừng in. Và bạn thấy là Warren Buffett nhá, tại sao trong cái giai đoạn trước ấy ông không giải ngân, nhưng bây giai đoạn này thì ông giải ngân rất nhiều, và ông không còn tập trung vào thị trường Mỹ như trước đây nữa. Trước đây ông tập trung tất cả các công ty vào Mỹ, nhưng mà đến bây giờ ông lại tập trung sang các công ty ngoài Mỹ. Thì cái này nó thật luôn đấy, theo mình á, ông có tuổi rồi, bây giờ ông chín mấy rồi, có sai lầm bây giờ thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời của ông nữa. Và cái quỹ của ông ấy thì nó mục đích của nó là quỹ dài hạn, nhưng mà về trong ngắn hạn thua lỗ nó chẳng vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ nếu mà bạn nghĩ rằng cái danh mục đầu tư đấy là tốt hay xấu chẳng hạn, bạn không thể nào đánh giá được. Bạn phải hiểu là về phương pháp giao dịch ấy, nó là độc đáo, là duy nhất. Ngay cả học trò Mark Minervini có mấy người đấy toàn cãi nhau suốt, mỗi người phương án mà. Tại vì bạn phải hiểu cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, và thị trường cũng thế. Một người ví dụ như mình lọc ấy, một ngày tươi đẹp chẳng hạn, một ngày tươi đẹp thị trường hoàn toàn mình có thể phải lọc cả 300 mã để lấy ra khoảng chục mã hoặc là một hai mã để tham gia thôi. Thì bản thân các nhà đầu tư chuyên nghiệp, những nhà đầu tư thật sự ấy, họ cũng như vậy, tức là họ phải làm việc rất nhiều, họ phải làm việc với thị trường rất nhiều. Tất nhiên là mình không nói đến những cái phong cách như kiểu quỹ của Vanguard. Quỹ của Vanguard thì đơn giản thôi, ông thành lập quỹ sau đó thì ông mua vào một đống cổ phiếu mô phỏng chỉ số thế đó, tao đi chơi nhàn hạ, rất nhàn hạ thì suất sinh lời hình như của ông là trung bình là 15% một năm đó. Không nhớ, có nhiều người quá mình không nhớ được cái tỷ suất sinh lời của từng người. Tuy nhiên là đấy, đầu tư có những phương pháp cách mà chả cần làm gì cả, chỉ cần mua vào đi chơi vứt đấy thế thôi, cực kỳ nhẹ nhàng, mà tỷ suất lợi nhuận vẫn cao, cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng liên tục, cao hơn trái phiếu. Thì bạn phải hiểu là đừng có quá bận tâm đến việc là học ông này ông kia, hay là bạn không tìm hướng. Tại sao bạn không tìm được hướng đi? Là tại vì bạn không tìm đến những người thành công thật sự. Những cái gì mà bạn tìm kiếm đến ấy, nó là tìm kiếm đến quảng cáo thế thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, chúc các bạn giao dịch thành công.